Xong không biết là lon là ok rồi. Lon rồi quá bán được không? Cái bán ok nè, cô gái em rồi nhìn nó hơi rồi. Rồi. Không ngoài nhá. Em ăn móng đúng không? Đi ăn móng hả? Dạ, em ăn cưng không? Ăn cưng ăn cái sụn nó ngon lắm. Dạ, cứ thử đi. Ok. Sụn con bò đó. Sụn con heo của mình mới thịt có bò đó. Sụn bò. Cưng đó, thì chị bắt cái cho em trong đây là nè, anh của em à. Này này, em có nói đi bà nội ơi. Ba cầm lấy cho em luôn. Cái chùm gió cái đũa. Chuyện mà nói người ta tôi phải nó điện nha, để không có lấy được. Không biết làm được. Cho em một hộp bò bánh ít với bánh cho bánh ram đó chị. Ít với ram. Ờ. Lát điện lại mấy phút rồi lại cho. Với là một bánh bèo. Vậy mà nó nói. Ngon quá chị ơi. Đó là cái nước mắm đi không? Ừ. Mắm chứ mắm chấm thịt ăn biết ngon. Ngon quá. Em cho miếng nữa, em gọi cho nó đi. Em kẹp với cái thịt với cái con nấm biết không? Em mở lên đi. Ừ. Em ăn với cái thịt đi. 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 Ủa sao bữa sáng mà không thấy khách đâu chứ rồi? Trời ơi. Hả? Bán chưa? Bán chưa hết sau thịt vậy rồi. Hết rồi. Ông cháu giờ cũng vậy á. Hồi xưa giờ là khổ nha, nhưng bây giờ. Ủa điện lại cái số đó được coi kìa. Ăn đi trưa khỏi ăn. Dẹp dẹp cái vô anh chị đi Hà ơi. Qua wow. Không bỏ vô cái gì đó mà. Dẹp chị lấy cho. Dạ dạ. Thủy ngồi ăn chị. Quá khách đâu mà ngồi ăn. Thầu hiếm mới nói ra muốn không không được ngon vậy đâu. Thật sự nó hiếm mới làm trái một ngày nữa. Trời nhiều. Nhiều. Ok em. Chào Hiền quá. Sao mà em gửi chị đây? Em đi. Em đưa cho chị đi đúng không? Dạ. Trời ơi mày đã hồi chị từ sáng rồi ngoài mà. À. Anh ngồi vô ăn chung cho vui anh. Em cứ ăn tự nhiên em. Ngon quá. Dạ. Sao mà chứ. Đó lát sắp wow, này về ngoài ăn trưa à? Cái miếng này ngon quá. Oh my god. Em ai đồ độc cậu? Em có lấy là chị xin cho em vậy. Wow, em ngon có lấy là chị giao à. Thủy ăn bánh đó không chị? Anh ăn bánh đó không anh? Ừ. Anh ăn bánh đó không? Bánh tôi gọi là bánh gì anh? Bánh dừa với bánh gì? Bánh tét bánh dừa hả? Dép sốt quá chị, mà nó hay có một cái dạng hộp sò. À, à nó giống một dạng giống. Không phải như vậy. Mâm, biết chưa? Dạ em ở trong đó em biết mà đứa nào nhà nào biết hết vậy. À em cho chắc cho em chặt cho em hai trái vô cái bịch em đi được không? Đây cũng có đó nè ngoại. Dạ một bịch cũng được chị. Trời ơi em thích ăn cái đó mềm mềm. Không muốn uống nữa mà. Dạ. Nên mình có cái. Dạ. Yeah.
thấy đi rồi chị. Dạ. Bỏ dạ bao cho. Con cảm ơn. Ủa miếng kia. Nó đổ. Chị cho thêm mấy trái luôn hả? Dạ đúng rồi chị. Oh my god, I love these. Ăn cái này cũng có phải giống à? You like it, yeah? Yeah, I like it. Good. Yeah. Ủa, đũa rồi để đâu rồi? Cốp xe. Bỏ cốp xe hết rồi. Tiêu kia kìa em, tiêu kìa. Tiêu ngon cái gì? Cây nha. Tiêu này là hả? Tiêu chín, tiêu Phú Quốc đó, ngon lắm. Ừ. Bán ngon thì ra mua tiếp. Cho hột quay. Cắn thử đi. Bán bao nhiêu ký? 250. Mua. I wish I could buy this. Enough suitcases to buy stuff like this. This is so cute. Look how cute this one is. Got this ice maker. Finally found one with a lid. I literally want everything. And it's really cheap. 34,000, so £1 is 30,000, so this is about a pound something. This is so good. I wish I had a bigger stomach. Life would be so much easier. Oh my god. I love this. I love this. Oh my god, I love this. I love everything right now, guys. I'm so full though. Do I still get food? Oh, I will gain like 10 kilograms before I get back. Oh wow, so much fried chicken. I see these everywhere on the internet, but can't really buy them in the UK. I can't believe they're here. Can I try one? They're about 34,000, so a pound something. Is it really worth it? There, apple, peach, and grape. I might try this peach one. There's so many different types, but this one is my favorite. Mm. Yeah, they have a cheese flavor. I don't think I'm gonna get this one. This is a little bit more expensive than outside. Outside, and like the normal street markets, it's 5,000. Here's 5,400. So it's not too bad. But I guess you're playing for how clean this place is as well. I love going to Asian supermarkets because, I don't know, the way they just lay everything out just looks so, so nice. Food is so different, obviously, over in Asia, but I just love stuff like this. Oh, what is this? Yeah, I wish I could read this, but I can't, so I'm gonna put this back down. So I only spent £47,000 Vietnamese money, like a pound something. And they gave me sweets. Yeah. What you got?